nhỉ? Vâng. Con nhà Tuất bây giờ không tính giảm nợ cô để cô lấy tiền vốn là hết rồi. Con thở cái đã. Thở cái gì? Trả đi rồi mới chứng tỏ hết cả nợ thì sẽ trả. Mọi khi đang nợ nhưng mà hôm nay thì không. Hay không hôm nay có tiền à? Hôm nay có tiền giả. Thì bà cho tôi không biết. Đây. Hôm nay có tiền rồi gì? Đây rồi gì? Hôm nay mình trả đấy nhá. Cổ hết cả vốn rồi. Có chén nữa. Hai chén này. Hôm nay thì không chịu. Không chịu nữa. Chịu với nợ ông thế mỹ miều vẻ quá nhỉ. Giả đi, giả cô đi. Ừ, thông cảm cho con. Vụ mùa này con sẽ giả cho cô. Yên tâm, con sẽ giả. Alo Luyện à? Ừ. Chưa, tao chưa so. Hả? Cái gì? Đây. Phải mang theo người chứ. Đây. 079210. Hả? Chúng hả? À, cái gì? Được rồi, tiền tỷ hả? Được rồi. Tuất ơi, mày trúng à? Bà thấy không? Ôi trời ơi. Rồi, các cụ bảo nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Đây này, 3 tỷ nhưng mà nhé. Ôi trời ơi. Sướng quá. Mẹ khao cô nhá. Bà yên tâm. Bà không phải lo nhé. Bà cho con chén đầy vào đây. Đây, cho uống cả này. Nước cả cốc to này xem nào. Ừ, đấy, cho. Quán nhà mình hôm nay chỉ có bán mấy cái thứ lèo tèo thôi. Có. Ừ. Tao về tao lấy trứng này, rồi là bánh đa này, rồi là bà cứ mang hết ra đây. Ừ, thế nào mày trông nhá. Mua hết, giả hết. Ừ, đúng rồi, tao về tao lấy nhá. Cứ cho nợ, thanh toán luôn nhá. Úi trời ơi, nó trúng mấy tỷ. Chắc thế nhỉ. Thơm quá, mấy năm nay mới được ngửi cái mùi bim bim nó thơm thế này. Họa nha. Ui, xin tốt. Cái gì? Đang làm cái gì đấy? Hả? Ăn bim bim. Ăn không? Này mời nè. Dạ đấy. Có tiền không mà ăn? Tao không có tiền. Phần. Được rồi. Không. Nói cho mà biết nhé. Đọc thuộc con số này cả. Biết đọc từng này số không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tỷ. Cái vé này là vé trúng thưởng nhá. Thằng này chiều mai đi lĩnh nhá. Đây trả tin. Thằng này đi về, bảo mẹ cộng sổ. Mai thằng này giả cả gốc lẫn lãi luôn nhá. Này, có tiền thì sang tán cái Thủy. Ông ấy chả cho rước về lâu rồi, không phải thả chó nhá. Này, Thủy không yêu nhá, thì mình yêu người khác. Mình là người có tiền cơ mà, nha. Úi giời, kéo không? Úi giời ơi. Phí mất cái gói bên mình. Đây rồi, cậu Tuất Quý Tử ơi, đây là tôi bắt hết ra đây này. Cậu ăn này, Quý Tử đâu rồi? Cái gì? Cậu Quý Tử đâu rồi? Ai là Quý Tử? Cậu Tuất. Cái gì? Mẹ gọi thằng Tuất là cậu á? Ờ. Nó trúng số đấy. Số? Ờ, nó trúng 3 tỷ cơ. Đây này, tao luộc vài một thứ mang đến bán cho nó đây này. Đâu? Đấy. Ôi trời ơi. Đâu rồi? Thế vừa nãy nó nói, con lại tưởng nó nói đùa. Ôi trời ơi, mày làm mất khách hàng của U rồi. Ôi trời ơi, cái bình tĩnh. Không được, con phải đi báo cho con Thủy Đậu mới được. Ôi trời ơi. Con là cậu Đô La đấy nhá. Vâng. Thủy ơi. Trúng mấy tỷ cơ mà. Ôi trời ơi, luộc bao nhiêu thứ thế này là để cậu đi mất. Tuột mất rồi. Chó. Chó. Gì đấy? Sao anh lại đá em? Sao tự nhiên cô lại sang đây làm gì? Sao anh lại nói em là cô? Phải là anh em mới tình cảm chứ. Cái gì vậy? Anh đây rồi. Này.
Sao hôm nay anh xa lạ với em thế? Cô đừng làm tôi sốc nhá. Em có làm gì đâu. Này. Em nhớ anh lắm ấy. Hả? Em nhớ anh. Đi đâu em cũng nhớ anh ấy. Này. Anh tỉnh mê mơ. Anh đang tỉnh mà. Ô, đây là buổi trưa mà. Em đây này. Em nằm em mơ một trời trong xanh. Hay quá. Ôi, em chưa nghe thấy ai hát hay như anh đấy. Thôi đi. Cô vừa phải thôi nhá. Tôi không quên được đâu. Anh quên gì? Hôm sinh hoạt văn nghệ xóm bên này, tôi đang hát, cô nhảy lên cô giật mic, xong cô bảo tôi là hát thế thì thôi tôi không nói nữa đâu. Xấu hổ. Ơi, chẳng biết gì cả. Em á, em không muốn đứa nào nó nghe, em chỉ muốn một mình em nghe thôi. Chúng nó nghe anh hát hay, chúng nó yêu anh thì em mất anh à? Chả biết cái gì. Cái gì em nói lại câu vừa rồi. Em sợ em mất anh. Tức là em yêu anh hả? Em yêu anh chứ còn gì nữa. Này, thế tối hôm qua đứa nào xỉ vả tôi, đứa nào mắng tôi, đứa nào còn thả chó ra cắn rách cả quần đây này. Đâu, để không để thôi. Sao thế? Cô đừng làm cuộc tình khâu vai đây nhá. Ôi, em chẳng nhớ ngày hôm qua như nào, em chỉ nhớ hôm nay thôi. Này, đừng có giận em nữa đi này. Em biết anh thích ăn đồ ngọt lắm. Em còn mua cả mía chứ anh đấy ạ. Đây. Ôi dồi. Tôi bị tiểu đường không ăn được mía. Ồ, anh bị tiểu đường lúc nào? Thì mới bị. Mới bị hôm nào? Sáng đấy. Anh lại đùa em rồi. Thôi đừng có mà giận em nữa nhá. Thôi được rồi. Tôi biết là cô sang đây có mục đích gì rồi. Em làm gì có mục đích gì? Anh bị làm sao đấy? Thật mà, thôi đừng giận em nữa đi. Em yêu anh lắm ý. Nhớ anh lắm ý nhá. Thật à? Thật. Thế tối hôm qua là đùa? Em đùa thôi, anh chẳng biết thế nào. Anh yêu em lâu rồi anh chẳng biết là lúc nào em đùa, lúc nào em thật à? Tôi vẫn chưa tin đâu. Mà thực ra ấy, là vết thương lòng tôi vẫn chưa lành. Vết sẹo bây giờ cô chọc vào nó vẫn nhức nhối lắm. Đâu chỗ nào đưa em Thôi. Tôi vẫn nhớ như in là tối hôm qua cô rỉa giói, cô móc máy tôi. Cô còn nói tôi là gì? Thằng xỉu của nhà Tuất. Mà cô gọi, có bao giờ cô gọi tên tôi đâu. Thế mọi khi cô gọi tôi như nào? Thì em gọi. Đấy. Chẳng như hôm nay cô lại bảo là em yêu anh, em nhớ anh. Tôi thấy nó có cái gì sai sai ấy. Đây nhá, anh không tin thì thôi, đây này. Ê này. Chúng ta chưa có gì với nhau nhá. Rồi mà nếu mà muốn tiến xa hơn thì là phải giữ đến đêm tân hôn. Anh chả biết cái gì đây. Em cho anh xem cái này. Cái gì đây? Khổ lắm đi. Ủa, cất kỹ ơi, cất kỹ ấy. Nó mà rơi mất một phép là chết em ấy. Cái gì đấy? Đây, đấy. Em mua tặng anh cái điện thoại đây. Anh có biết đấy, sáng ngày ra em phải đi bốc bắt họ sớm đấy. Cái gì? Bốc bắt họ để mua cái điện thoại này á? Ừ. Sao cái điện thoại này có mặt thằng nào ở đây trông có giống tôi đâu? Rồi, anh chứ còn ai nữa. Ôi dồi, ý, con này là con iPhone đúng không? Ôi dồi, chạy hệ điều hành Android này. Ôi, sao anh cứ nghĩ em như thế nhở? Em thật lòng với anh đấy. Anh không tin thì thôi, em giận đấy. Em giận. Thôi. Tôi thấy tin rồi. Đấy, thấy chưa? Cái gì em cũng trao cho anh ấy nhá. Của em có cái gì em cho anh tất rồi đấy. Anh biết rồi. Thế anh có cái gì cho em không? Anh làm gì có cái gì? Anh có mà. Có á? Cái gì nhỉ? Cái mà sáng nay người ta cứ nói. Sáng nay người ta nói? À, trên loa hay gì? Người ta thông báo là hôm nay đi tiêm chủng lợn ấy. Rồi á? Không phải. Bà bán nước cơ mà. Bà bán nước? Bà bán nước bà nói gì? Lúc anh khoe với bà bán nước ấy, xong anh chạy về đấy. À, anh khoe anh trúng xổ số. Đúng rồi. Đây. Đây. Xem nào. Này, người ta hẹn là chiều nay lấy tiền đấy. 2-1 không. Ui thôi, chiều nay đi lấy tiền luôn á. Ui, xong mà nhanh đấy nhở. Nhanh chứ. Tí bọn mình đi mua mặt nạ luôn đi. Mua mặt nạ? Ừ. Ơ chứ nhưng mà đã đến rằm Trung Thu đâu. Trời ơi, chẳng cái gì hết. Đi mua mặt nạ để mà đi lên nhận sổ số ý. À ừ, nhờ. Đây. Mình phải bí mật. Ừ. Chứ không người ta phát hiện ra. Này. Em sẽ mua cái mặt nạ mặt ngựa. Anh là mặt trâu. Này, thế thì hai đứa mình sẽ là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng mà em ơi, mua hai cái mặt nạ đầu trâu mặt ngựa thì anh sợ là tiền trúng thưởng không đủ. Sao lại không đủ? Anh bị làm sao đấy? Thì chúng có 50.000 mà. Sao lại 50.000? Thì anh trúng giải khuyến khích.
50 nghìn á, không phải là 1 tỷ à? Không. Ôi giời ơi. Thế thì lấy đâu ra tiền để mà trả tiền bốc bắt họ bây giờ? Anh này, tức là thế nào? Giấc mơ chưa? Đánh đi! Úi giời. Tiếp nhân thằng này. Gì đấy? Mày đang ngồi làm cái gì đấy? Tao đang ăn. Ăn miếng. Mày ăn cái gì đấy? Ăn mì. Tao hỏi mày hôm nay là anh em mình mục đích đến đây để làm cái gì? Ăn trộm. Thế tại sao giờ này mình ngồi mà ăn mì lại nhau? Hả? Mày ngu thế nhỉ? Đây là mì nhà chủ đúng không? Úi giời. Mình vào đây ăn mì, ăn trộm còn gì nữa? Này mày ăn mày mồm mày bắn hết rồi mặt tao nhào nhá. Hả? Nhưng này, thế tao hỏi mày nhé, anh em mình đến đây ăn trộm, mà mày ngồi ăn mì. Ăn mì thì đến bao giờ mình mới ăn trộm, mình mới lấy được mình để mình gỡ gạc hai cái xe máy bị mất hả? Tao đã bảo rồi, mày chơi nó lông lông thôi. Cái gì, lông lá gì đấy? Lông có nghĩa là không sâu ấy. Ui trời. Đời tao nó quá nhục nhã khi chơi với một thằng ngọng như mày. Mà này, thế là tí nữa là mày đi hội làng đấy à? Không, hội làng người tao đầu năm mà. Thế bây giờ mày đi ăn trộm mà mày ăn mặc như thế này á? Mày ăn mặc như thế này mày sợ kiểu như là chủ nhà nó không nhận ra mày là ăn trộm nên là mày phải ăn mặc chóe như thế này à? Mày ngu lắm. Mày không có kinh nghiệm ăn trộm gì cả. Đi ăn trộm ấy, mà ăn mặc như mày ấy, là người ta biết mày là thằng ăn trộm, người ta tóm sống mày. Phải như tao này, đi ăn trộm, mặc như thế này, người ta không biết tao là thằng ăn trộm, mặc dù tao là thằng ăn trộm. Thế tóm lại tao với mày ai là ăn trộm? Cả hai. Thế bình thường ăn trộm ấy, đến nhà người ta thì để làm cái gì? Thì tìm cái gì nó giá trị nhất mà mình bê về chứ có mày, gì đâu. Thế thì đứng dậy, mày cứ ngồi đấy mà ăn à? Nhanh lên. Bê cùng tao cái tivi. Sao mày bảo là nhà không có ai? Thì tao làm sao tao biết được nhà người ta có người hay không? Trốn. Vì sao? Tay anh thối quá. Úi dồi. Sáng đi nặng không cha rửa tay được. Này, bây giờ không bịt mồm nhưng mà cấm kêu nghe chưa? Vâng ạ. Ok. Im. Biết là đau đẻ rồi nhá, nhưng mà không được kêu kiểu như thế. Đau đẻ người ta kêu như này. Kiểu... Đúng rồi. Trộm ơi, em có ý kiến. Ý kiến này. Cho em ngồi thẳng lên. Ngồi. Anh trộm ơi. Anh trộm ơi. Máy của em hết pin. Anh cho em mượn cái điện thoại được không ạ? Gọi điện thoại đi. Máy em hết pin à? Điện thoại làm gì? Em gọi điện thoại cho người thân ạ. Mày định lấy điện thoại gọi điện cho người thân để bắt tao á? Không. Đừng hòng. Không anh ơi. Anh ơi, em gọi điện thoại cho người thân về để đưa em đi đẻ anh ạ. Cho người ta mượn đi, tính người con mạng là quan trọng nhất. Anh, tính mạng con người tính mạng con người là quan trọng nhất mày.
Đã ngu lại còn hay chơi chơi chữ. Có lòng chắc ẩn nhân văn như thế là tốt. Nhưng mà phải biết cách phối từ nhá. Anh ơi, không phải là phối từ anh ạ. Em chỉ nghe thấy ở trong âm nhạc người ta gọi là phối khí thôi. Còn đây mình là sắp xếp tỉa. Im. Tóm lại nhá, là bây giờ ngồi yên đây để chúng ta bóng bàn. Vâng. Mày kêu là tao giết. Vâng. Ngồi im đấy, kêu là giết. Thế biết bây giờ như thế nào? Tao đang định hỏi mày. Bây giờ có 3 phương án. Phương án thứ nhất, gọi điện thoại hỏi người thân là cái tình huống này xử lý như nào. Không được, loại không an toàn. Phương án thứ hai, chạy ra ngoài đường hỏi ý kiến hàng xóm. Không được, loại. Sao loại? Mày dốt thế. Bây giờ mày chạy ra đấy gọi đi khác gì bảo người ta vào tóm cổ 200.000. Đúng rồi. Thế thì chỉ còn đúng một phương án cuối, đó là 50-50. 50-50, tức là bây giờ nhá, tao và mày bê cái tivi này và té. Còn phương án còn lại đó là đưa con mụ kia đi đẻ. Chọn đi. Chọn đưa con mụ kia đi đẻ. Tính người con mạng vẫn là quan trọng nhất. Quá tính mạng con người. Tính mạng con người. Im, không phải việc của mày. Không phải việc của mày. Đưa đi đẻ. Anh ơi, im một nữa. Rồi, im một. Này, nghe. Sau khi chúng tôi đã hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị, anh ơi, quyết định anh ơi, hội ý chứ ạ. Rồi, em đã vào viện đâu hội chẩn. Đây, bây giờ đưa đi viện. Vâng. Bé một. Này, mày có công nhận với tao là anh em mình tuy là ăn trộm nhưng mà có tính nhân văn rất là cao. Mà không những có tâm mà còn có tầm. Mà này, không biết là sau vụ này lên phường được lĩnh thưởng tuyên dương như thế nào nhỉ? Khéo phải mỗi thằng đôi 3 triệu. Chọn hơn. Đúng rồi. Em chào chị. Mời hai anh lên phường. Có thưa chị chưa đẻ à? Chửa đâu mà đẻ? Đã mới anh bảo vệ à? Đâu. À đây. Không được rồi. Anh vui gì? Báo cáo với hai anh bảo vệ. Đây chính là hai tên trộm đã đột nhập vào gia đình nhà tôi ạ. Đấy, qua camera của gia đình là tôi phát hiện ra hai tên trộm này đột nhập vào nhà và đang thực hiện hành vi là ăn cắp tài sản của gia đình tôi. Đấy, báo cáo với hai anh là trong cái lúc mà tình thế nó quá cấp bách, điện thoại của tôi thì hết pin, không thể nào gọi điện cho người thân để về ứng cứu được. Đấy, mà bây giờ các anh cũng thấy đấy, ở trên tivi báo đài bây giờ là rất nhiều những trường hợp là kẻ gian đột nhập vào nhà, sau đấy là bị chủ nhà phát hiện và chúng manh động luôn, có khi chúng giết luôn cả chủ nhà ấy. Đúng rồi. Đấy, thế nên tôi mới nghĩ ra một cái phương án, đó là mình phải giả vờ là mình chửa và sắp đến lúc đẻ rồi. Đấy, hy vọng là cái phần người ở trong hai tên trộm này nó trỗi dậy và nó sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Ôi giời, nhưng mà chị ơi, chị cũng phải công nhận với bọn em là tuy bọn em ăn trộm nhưng mà bọn em vẫn còn tính người mà chị. Đúng. Thì tôi cũng có nói là các anh không còn tính người đâu. Tôi vẫn nói là các anh tuy là những tên trộm nhưng mà vẫn có tính người ở trong đấy. Đấy, thế nên là bây giờ các anh cứ đi lên phường và để cho hai anh bảo vệ làm đúng trách nhiệm và phận sự của mình. Tôi cũng sẽ đi lên phường để trình bày với người ta về cái tính người ở trong con người của các anh. Dạ. Đấy, hy vọng là các anh sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị. Trình bày lên phường. Anh xem ơi. Dạ. Thưa sếp là... Dạ, sếp... Rồi, anh ơi, có gì thì anh cứ nói đi. Bây giờ anh cứ im lặng này, em không biết phải làm thế nào. Anh ơi, vợ em bây giờ gọi điện, em ngồi đây em không dám nghe. Tất cả là chỉ đợi anh nói một lời thôi. Chứ bây giờ ngồi cạnh anh mà cứ như là ngồi ở nhà tang lễ thế này, kinh lắm. Anh nói gì cũng được, anh mắng em được, anh chửi em được, anh đen nẹt em, cái gì cũng được. Thì anh tương tác với em một tí đi. Không, cái này buồn lắm anh ạ. Độc thoại này khổ lắm, anh mắng em cũng được mà. Em là quân của anh mà. Chửi em. Này, tao nói cho cậu nghe nhé. Dạ thưa anh, trong văn hóa công sở không có tao. Thì anh nói cho mày nghe nhé là trong văn hóa công sở không có mày ạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi nói cho cậu nghe này. Vâng. Cậu thử nhìn lại bản thân cậu xem. Sao ạ? Cậu có lỗi gì? Em chả lỗi gì cả. Có thật không? Thật ạ.
Thế cái bản báo cáo mà tôi giao cho cậu ấy hơn một tháng trời nay này, cậu đã hoàn thành chưa? Nhưng mà em thưa anh là đồng ý rằng em mới làm thì anh cho sửa. Nhưng mà 47-49 ngày rồi, là 49 bản sửa rồi mà anh cũng vẫn không nhận thì em cũng hiểu vì sao. Tôi nói với, cho cậu biết này, với cái trình của cậu ấy và với cái tính cách bảo thủ của cậu ấy thì không phải là 49, nó 49 cậu không qua được, mà kể cả 53 cậu cũng không qua được nữa đâu. Anh nói như tuổi thọ. Vấn đề ở đây là bây giờ anh muốn cái gì? Anh cho phép em nói thẳng. Cậu cứ nói. Nói thẳng lắm đấy. Thẳng đi. Anh không bao giờ anh nhìn vào những cái điểm tốt của em, ưu điểm của em. Anh cứ nhìn vào cái điểm xấu của em làm gì? Bởi vì những cái điểm xấu của cậu ấy nó cứ phọt hết ra ngoài, còn điểm tốt của cậu ấy nó lặn hết vào trong và tôi không nhìn thấy. Thế vấn đề là anh phải nhìn vào bên trong đấy chứ. Cái điểm tốt của em rất quan trọng đối với anh. Điểm tốt của cậu là cái gì? Là gì á? Cái điểm tốt nhất của em, cái ưu điểm lớn nhất của em là cho đến bây giờ em vẫn là em của anh. Ôi, tôi chả dám. Anh không thấy thế à? Ngày xưa nhé, cái hồi mà anh còn chưa lên giám đốc, em thật anh khác cực kỳ luôn. Hai anh em ngày nào có nhau, đưa nhau đi làm sáng, ăn sáng với nhau này, trưa cùng ăn trưa này, chiều cùng ăn chiều này, tối thằng nào về nhà thằng ấy. Tình cảm nó gắn kết keo sơn thế. Nhưng mà từ khi anh lên làm giám đốc, anh ở trên cao rồi, anh rất ngại nhìn xuống dưới, đâm ra là anh em mình xa cách nhau. Chưa bao giờ mình ngồi với nhau mà cách hẳn một cái gối. Chiều ý cậu nhá, tôi bỏ cái gối này đi. Đùa, mà em không hiểu sao anh lại lên rồi giám đốc cơ. Không. Văn hóa công sở. Đây, nhưng mà rõ ràng nha, hôm đấy đen, quá đen luôn. Chỉ vì một cái phiếu thôi mà hai số phận, hai con người nó thay đổi như thế này. Bây giờ em cực kỳ buồn luôn. Em chỉ mong là như thế này, nếu anh muốn cái gì trong bản báo cáo thì anh phải nói ra. Em mới biết được, anh hiểu không? Tôi nói với cậu không dưới 10 lần. Nhưng mà anh nói với em sửa đúng theo ý anh rồi, xong hôm sau anh lại nghĩ là một ý khác nữa. Ai mà chiều anh được? À, thế tức là ý cậu bảo là tôi ngu đúng không? Càng sửa càng sai đúng không? Không, em chả bảo đấy, anh tự bảo. À, bây giờ lại còn có ý xúc phạm cấp trên à? Em không xúc phạm mà, đấy là anh tự nói, anh hiểu không? Văn hóa công sở. Thế nhỉ? Ok anh, em về em sửa. Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi cho cậu hôm nay là hạn cuối cùng. Tối hôm nay cậu về cậu sửa lại luôn cho tôi. Sửa xong gửi email cho tôi ngay lập tức. Muộn mấy cũng gửi. Nhưng... tôi sẽ xem. Và nếu như tối hôm nay mà không được ấy, thì cậu không cần phải gặp mặt tôi nữa. Và tình nghĩa anh em mình chấm dứt từ đây. Cậu gặp cô Hoa phòng nhân sự. Nhưng mà anh ơi, cái bản báo cáo nó... anh ơi, cái này nó dại. Vâng. Này. Dạ. Dạ, như đóng cửa nhỉ. Vâng. Chẳng lẽ lúc ấy... ai anh ơi. Điện lắm rồi. Ghế của quán cà phê. Anh có chuyện gì anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh lại, anh kể cho em nghe xem nào. Có chuyện gì anh? Tao sẽ nghỉ việc. Ui anh ơi, văn hóa công sở không có tao mày anh ạ. Anh bình tĩnh. Nhưng mà nói ra thì bảo là nói xấu sếp, nhưng mà không nói ra thì lại không đúng với sự thật. Thực sự là sếp đè nén anh quá nhiều rồi. Đè nén thế nào anh? Đây nha, có mỗi một cái việc là làm bản báo cáo thôi. Một tháng tao không nộp, tôi thế mà cũng kêu. Thì làm rồi xong cứ bảo sửa. Lúc thì dấu chấm, lúc thì dấu phẩy, lúc thì dấu gạch ngang. Anh nghĩ có điên không? Ui dồi, quá điên nhỉ. Sếp đi mà làm có phải chắc không? Anh nghĩ là từ cái ngày mà sếp lên làm giám đốc, anh em xa rời nhau. Đấy. Tốt nhất bây giờ anh sẽ không làm nữa. Ôi, anh ơi, anh không làm gì thì anh định làm gì ạ? Anh định trả thù. Anh trả thù ạ. Anh ơi, mọi thứ anh bình tĩnh nhá, chứ anh đừng có... Không! Tức nước thì vỡ bờ nhá. Con run xéo mãi cũng quằn. Anh sẽ nghỉ việc ở đây. Anh sẽ tìm việc ở một nơi khác. Rồi sẽ có ngày ông ấy đã từng đè đầu cưỡi cổ anh. Sẽ có ngày anh cưỡi cổ đè đầu ông ấy. Thì anh đã có cách chưa anh? Nghe.
thấy chưa? Ôi giời ơi, em tưởng là anh có cái biện pháp gì kinh khủng lắm, hóa ra là đi làm cái đấy. Thôi anh ơi, anh một tháng mà anh giao việc anh chưa làm xong, ở quán bia nó cũng đuổi anh ấy, cũng chi là công ty. Thôi anh giờ anh làm nhưng hoàn thành đi, rồi lên trình cho sếp đi, chứ ai lại nghỉ việc. Thế thôi, làm thì làm. Ô, anh ơi, mời ra đây này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.